chấm điểm xua bóng bồn năng ở khán đài thằng ai ní khi nhóm bạn cầm phong tài sát thật nổ con ông vạt sai cản đá phun sai ấy sát thật nổ con ông phun cái sai cản đá cứ phun thoát giọt nổ từ tập hiệp con ông bên thì bạn cầm san sóc rồi có bạn phun đang hai thằng chung bên phun sai cản đá Rồi giặt cái thế đại phạm hay ta? Rồi ni có buôn đằng hai nấu kỳ thi đằng hai cầm đang quay chút nữa rồi đi về nè mọi người. Cảnh yếu mày. Cảnh sao? Bà ta hơi nổ cái lại y thiết. Lâu nay có buôn đằng hai cứ bạn đằng hai một đã là khách chụp nên mà tân lệ thôi. Hey.
không ở đây thì dễ chứ. Dạ, nãy giờ nếu mà anh đứng đi biển, đi trước á, thì dạ anh đứng đây là nó ra ra tới sông được đó. Trời lo, hôm nay đậu mình chơi sạc bụi mấy anh em. Điệp xua bóng ô này là nếp nhầm bát công phụng tay sắp thắt nổ con ông phùm cái sách cả đá cứ con ông hồ cắt ngay đấy cứ bật xong nó đôi chiếc bật tập bảo đại sát bàn phá rộp nó bắn tâm niệm tâm lọp hào thác bắn cầm sàn sông rồi có bắn phùm cho tạm bộ phẩy này tạm tâm niệm tâm lọp này phùm sọc này mùi này mùi thôi khánh tha khang mục núng cứ miền bong bong bồn bồn cô mà ra cô mà đây dạng trơn bàn chỗ ruộng đằng hai nào chụp đồng bề bàn đẹp và sát tổ tạm tần lê hay đối chân này cứ xôm cô rộp anh chênh bong bồn tạm tàn thọ sân à video đọc bỏ khá nhâm bát tặng ọc nha chính thiên tha miền lục dê lục ta phân tập bỏ rơi sát tạm bắt ta ni mùi ni mùi cứ bàn riêng nào bà tà lực thực nên bà tà lực thực nên đặng mày tới thơm không quay dâm chỗ quay dâm buồn đặng hai khang mục chứ mùi nên giặc xoá có miền bà xong có miền bà xong bà rộm cân ông phùm sọc đồng bày xong nó sẽ đầy sọc sẽ đầy chấm ra nó cân ông phùm sọc tạm bắn tâm niệm tâm lạc đi mua đi mua Vlog. Bữa nay thì mình đang ở tại ấp Bích Trị, Hòa Thượng, Châu Thành, Trà Vinh. Bữa nay thì có tổ chức lễ cầu an tại chùa Bích Trị và bên có nữ bà con cô bác tham gia rất là đông. Có miền hạch nổ khăn nọc nên những cái chìa đầm nạng mùa đầm bây hạch bình chiếc nổ ôpa trúc ôpa chẳng rãi thằng lai thằng buông rồi đòi ông này này bánh cầm san sọc nế xôm rồi thay chẳng rãi thằng lai thằng buông rồi bảo viên chia chảnh sang ai thầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chia thu cùng đồng bày đồng bè tặng cho con ông văn đẹp cho tám tân lê.